từ hồi trong bụng á, nó bị dị tật rồi nó không có hậu môn, rồi chân nó tật nó không có đi được, nó không biết nói, rồi thấy nó người nói không lên lời luôn, khổ lắm hả con. Trợ giúp từng đồng tiền, từng hộp gạo, mọi người cái gì mình những cái thứ ăn cái gì người ta tới người ta cho. Ai có hiểu ai nhường nhường nên đó. Mẹ thì cũng không thấy đường, ai đâu chị ấy thì cũng vậy luôn. Bây giờ mọi người có hiểu nên đó. Nó thấy nó cũng không có biết cái gì, nhưng mà nay là nó đã hết thấy rồi. Mọi người có hiểu nên đó. Giờ nó đâu có biết vui buồn, mãi nó biết cái gì. Nhưng có hồi cũng biết vui là biết có ai lợi thăm á, là nghe tiếng vậy là cũng biết có người thương tới đó, là mừng lắm nên đứng lên rồi la vậy chứ bình thường đâu có đứng được. Bò đó mẹ, bò. Mà chỉ đâu cho mình biết đâu, chỉ nó lén đổ thuốc cho nó chết đằng kia. Mà nó chết được thì nó giật cái co vậy không mà. Bác sĩ nói trời sao nhỏ này đề kháng đâu mà có chịu nổi vậy, chứ người ta chừng 4 mũi chết. Dạ, mắt đúng rồi đó, con nghe 3-4 mũi là con phải chết đó. Nó 2 mấy mũi chết sưng cứng người luôn hả? Mà có điều đặc biệt là cô nói nào giờ chưa có ai dám cầm cho em đồng tiền lớn như thế này hết á. 100-200 thì có 10 cái gạo hoặc là một ít gì để nhu yếu phẩm để ăn sống thôi. Bữa nay cầm 1 triệu tiền rất là buồn. Mến chào cô bác anh chị em, hành trình của Cao Hớn mình đang có mặt tại một cái con đường mòn chạy vào bên trong đây là một cái làng nông thôn. Thì ở đây thuộc xã Đức Lập Hạ, thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì mình được một người em giới thiệu gìn cho mình về một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt, đó là một cái bà chị nghe nói cũng khoảng 40 mấy tuổi rồi. Sống trong một cái căn nhà nhỏ mà bị bệnh nằm cũng như chân tay. Rồi có nhiều cái câu chuyện liên quan về bà chị này. Thì mình mời quý bà con cô bác sẽ vào bên trong để tìm hiểu về hoàn cảnh của bà chị. Mình xin giới thiệu, đây là người dì của bà chị này, sống một mình ở trên căn nhà này nè. Dạ chào cô ạ. Cô chào cô. Dạ. Cô là dì của chị ấy hả cô? Tôi là dì của nó. Dạ. Rồi mẹ chị... nó là chị ruột nhưng mà chỉ bị bệnh đã qua đời rồi, nay là hơn 10 năm rồi. Chị là mẹ của cái người chị này hả cô? Mẹ của nhỏ cháu đó. Dạ. Có 2 mẹ con thôi à. Hồi sống ở đây á là nhờ nhà ngoại, rồi lúc đó chị bị mù, hai mắt chị bị đau á, rồi đi trị nhiều dữ lắm mà trị không có được. Không có được rồi hết thấy là hồi đó chỉ 30 mấy tuổi á. Rồi 2 mẹ con á mới sống nhờ ở gần nhà ngoại, rồi ngoại mất hết rồi không còn. Rồi tôi á là em của chị. Rồi tôi sống ở đây á là tôi có một mình à. Tôi không có chồng, không có con, rồi chị mới nói thôi em cho chị nhờ ở gần em để mai mốt á là chị có gì chị nhờ em, chứ giờ chị hoàn cảnh bệnh đau chị không biết nhờ ai. Cứ như là chị mù, còn đứa con của chị là hồi nhỏ sanh ra là từ hồi trong bụng á, nó bị dị tật rồi nó không có hậu môn, rồi chân nó tật nó không có đi được, nó không biết nói. Rồi bây giờ nó không có biết hiểu cái gì hết trơn á. Rồi mẹ con sống tạm vậy á, rồi chị đi bán vé số. Đi bán vé số mà mỗi ngày đi bán cứ một ngày bán thì được có lời được 10-20 ngàn. Rồi từ từ lên 1-2 năm sau đi bán cũng được mấy năm. Rồi cứ thả ra đi bán là bị những kẻ gian nó giật. Nó giật rồi nó gạt nó lấy tiền. Rồi một ngày đi về lội bộ chừng 3 cây số là đi về nhà. Mà nó lấy tiền rồi nó khóc rồi đi bộ. Có khi là gặp người thân á, thì người ta chở về nhà giùm, rồi chị cũng đi rồi về nhà được ai chở giùm được thì mừng. Rồi cái những kẻ gian nó cũng biết như vậy đó, nó biết chỉ vậy đó, cái nó nói thôi lại đây cho tôi cho quá gian về. Vậy cái chị cũng tưởng là người ta cho quá gian là chị cũng mừng chị đi lên cái gạt anh chở đi chỗ mà vắng người á. Cái nói ở đây tôi mua cho giùm mấy tờ vé số. Lấy vé số ra là
nói luôn nè, vô số rồi nói thôi tiền đi, cái giật lấy hết trơn, vừa tiền vừa vé số hết. Cứ vậy á, về rồi khóc. Hôm nay có mấy đứa em đến đây thăm chị nè. Bệnh riết vậy rồi. Chị cũng bệnh, chị cũng bệnh. Chị đi anh đâu ra có bán rồi đau khớp. Dạ anh đâm đâu á. Đi hết nổi. Anh đâu có vô, anh đâu có vô, anh đâm đâu có. Rồi nằm ở đây tôi nuôi hai mẹ con. Anh đâm rồi. Nuôi hai mẹ con nó nằm trên một cái giường. Cô nuôi hai mẹ con một lượt luôn. Hai mẹ con nằm trên một cái giường. Rồi mỗi lần tôi tắm cho chị, là tại chị bệnh chị đi hết nổi rồi. Tôi tắm á, tôi phải kéo chị ra. Rồi tắm xong rồi lau khô á, mặc đồ vô kia chị nằm kế bên đó, chị thì chị biết hiểu, chị nằm đó chị chờ. Rồi tắm cho nó, tắm cho nó xong rồi á. Má bắt đầu trải được tấm đệm lên, nó lăn, lăn tấm đệm ra từ người tới nó, cái kêu nó rinh nó xuất qua, lâu xuất qua. Rồi tới chị cái kéo xuất qua mới trải được tấm đệm ra, chứ hai người trên cái giường mình đâu có trải được tấm đệm. Dạ cô ơi, cho con hỏi phải cho mình hỏi là mẹ của chị ấy không cô? Đúng rồi, cái bàn thờ đó là thần của chị. Dạ chị ơi, cho em nói chuyện với cô chút xíu nha chị. Ủa không nghe hả cô? Không nghe lời đâu, nói nó không biết nghe lời mà. Mày ở cái giường. Đầu óc vậy đó. Nhắm. Bây giờ vệ sinh rồi tự. Rồi con thấy là ở đó là cái giường cô có cho một lỗ đó là cho chị ấy là đi vệ sinh xuống đó đúng không cô? Để mình dọn dẹp xuống đó cho sạch đó, chứ nó không biết lời chỗ đó để đi đâu. Dạ. Là cô quét xuống đó rồi cô ấy cho nó ra cái ao luôn. Dọn cho ra cái mương. Đến khi mà mình tắm rửa rồi đó. Chị sợ cái gì hay gì sao ôm cô dữ vậy? Bình thường hàng ngày có gì không cô? Mày cái gì vậy là như là mình lại chơi với nó mừng vậy đó. Mày cái gì nó sợ bỏ, tại vì mình cũng để cái thằng mình đi làm. Mình đi làm gì chứ đâu có ngồi chơi hoài được với nó đâu. Mày cái lý do sao mà ngày xưa mẹ cô mày mất cái gì? Chỉ bệnh. Chỉ đau cơ. Rồi đó là mù rồi. Mày cái gì mấy năm mà cái đi hoài đó. Bệnh cái đau khớp á, khớp đi hết nổi. Rồi bệnh cũng không có bệnh gì, mẹ không đâu tới bệnh viện đâu mình biết được bệnh gì. Rồi bỏ ăn nằm, cái người ngại rồi. Cái người cái nên rồi mất đi rồi. Còn nó ở đây nay là 10 năm, hơn 10 năm rồi. Dạ, rồi cô làm cái hàng rào này là cho chị ấy không có đi ra được. Cái hàng rào này là đốn lại, nó bò ra ngoài á là trời nắng, là mình đem vô không được. Vì nó không biết đường đi vô, nó không thấy đường. Mắt vậy chứ không có thấy. Không thấy đường rồi à. Lỗ tai thì không nghe nữa hả cô? Cái lỗ tai thì có nghe nhưng mà không. Cái đầu óc không có hiểu. Ví dụ mình kêu đi vô hay kêu cái gì nghe nhưng mà không có biết cái hướng để đi vô. Người ta không thấy nhưng mà cái tâm người ta hiểu. Rồi mình kêu thì mới nghe được. Còn nói giờ kêu đi vô cũng không biết vô, mà kêu đi ra cũng không biết ra. Chị ơi, chị nghe em nói không chị? Nghe không? Nghe không? Dạ ơi. Dạ. Có nghe như vậy đó nhưng mà không biết hiểu đâu. Cái giờ nó anh hưởng rồi. Bốn mấy tuổi rồi cô? Năm nay là 44. Ăn cơm chưa? 44 tuổi. 44. Cái giờ nó anh hưởng. Ăn cơm chưa? Dạ. Dạ hơn không? Dạ. Ăn thì phải đúc. Chưa cười kìa đó, chưa cười kìa. Giờ ăn á thì cười vui kìa. Mình cứ tới giờ mình lại mình đút ăn chứ con hả? Không đút là không có biết đòi ăn nữa. Dạ. Uống nước cũng vậy, cái canh á chừng cơ tiếng hơn mình cho uống miếng nước chứ không đâu có biết đồ uống nước, để nước không biết uống bưng đổ hết trơn. Dạ, rồi lúc trước á thì lúc mà mẹ của chị này còn sống á, rồi cuộc sống thì cô vẫn lo và sống nhờ vào bà con của bác trợ giúp tiền bạc hay là đúng sao rồi. Cô nhờ bà con không có cái giờ mình sống nói tới cảnh đó buồn lắm á. Nói không lên lời luôn. Khổ lắm hả cô? Trợ giúp từng đồng tiền, từng hộp gạo. Những cái thứ đồ ăn. Người ta tới, người ta chơi. Mẹ thì cũng không thấy đường, rồi chị ấy thì cũng vậy luôn. Bây giờ nó thấy, nó cũng không có biết cái gì. Nhưng mà nay là nó đã hết thấy rồi. Giờ nó đâu có biết vui buồn, không biết cái gì. Nhưng có hồi cũng biết vui là biết có ai lợi thăm á, là nghe tiếng vậy là cũng biết có người thương tới đó.
là mừng lắm, nên đứng lên rồi la vậy chứ bình thường đâu có đứng được. Bò đó mẹ, bò xung quanh nhà vậy nè. Rồi con thấy cái chân của chị ấy cô tật như vậy đó, với tay gì đó là cũng bị hồi lúc nhỏ luôn đó. Này từ hồi nhỏ giờ nè, cho nên là như cõi xương nè, sinh ra nó không có phát triển được. Rồi nó không có cái hormone nữa. Rồi đi phân đồ ra đâu. Rồi đó là bác sĩ á, người ta mới làm cho cái hormone mổ cái thịt ra. Y như cái thịt mình dài, cái mổ một đường vậy. Dạ. Mổ một đường vậy cái. Cho nên bây giờ nó không có coi vậy. Vậy vệ sinh nó giờ nó hôi lắm, cứ như là nó muốn ra lúc nào ra hết. Đúng rồi. Nó không có ngắt như mà luôn. Cực lắm. Con thấy cô chăm sóc chị ấy cũng kỹ lưỡng nè, cũng sạch sẽ bóng lưỡng nè. Trời ơi, cái giường tôi nói. Nhưng mà cái mùi vẫn còn có cái mùi hả cô? Chứ vừa xong thì chút lại có nữa rồi, làm sao mà người mình. Tại vì anh Đồng biết không, là cái hậu môn đó là cái hậu môn làm giả. Do đó là không có co độ co thấp. Không có co giả. Muốn ra, muốn vô nào ra. Nó ra bất thường, ví dụ cười vậy cái cũng ra, ho hay nhảy mũi cái nó cũng ra. Vậy là khá vất vả cho cô chăm sóc cho chị ấy. Ban đêm ban đồ thấy ghê lắm. Ban đêm chị có la gì? La chứ. Thì la trời ơi, người ta ngủ không được hơn đâu. Người ta cũng phiền phức lắm, nhưng mà giờ mình cũng tha thiết mình nói người ta chứ giờ nói vậy đâu có ai rầy được, mà cũng đâu có ai làm sao được. Như vậy lúc ban đầu á, mỗi khi mà chị la đó là sớm riền ra đây chắc người ta sẽ giật mình và người ta sẽ chạy đến quá. Người ta ở quen rồi thì người ta biết rồi. Người ta nghe tiếng la nó, người ta biết mà người ta ngủ, người ta hơi phàn nàn thôi. Chứ hồi đầu lại tới người ta la, người ta lại, người ta cũng nói với mình sao nó la hay vậy kia, sao không dỗ nó, sao mình không dỗ, dỗ không được chứ nó la cả đêm mà nó không ngủ được. Mà có khi nó thức 7 ngày luôn nó không ngủ được. Rồi hai mắt nó sưng bụp lên như vậy nè, nó sưng bụp lên như vậy nè mà nó không ngủ được. Tới chừng nó ngủ được thì nó ngủ được chừng chút xíu á, cái nó tỉnh lại ra, đầu nó bò sáng tầm bậy vậy đó. Cái thần kinh của nó làm như nó không có, nó bệnh cái thần kinh rất nhiều lắm. Nhưng mà kêu mình đem đi, người ta kêu đi lại chỗ phòng thương binh á, mình nói để coi người ta có hỗ trợ mình gì không, mà làm sao đem đi. Trời ơi, nó bệnh vậy sao chở đi hả cô? Đâu có chở được, nó đâu có biết hiểu đâu ngồi. Mà hồi ban đầu chị á, là mẹ nó đó, thí dụ muốn đi đâu còn nhờ ta chở đi, là xe ôm rồi đó đó còn chở được nha, một lần hai lần ta chở đi, người ta không nỡ ăn tiền mình nhiều. Nhưng mà người ta chở nhiều lần thì người ta không có cái thời gian để mà người ta bố thí cho mình vậy hoài, cho nên muốn đi đâu mượn ai cũng khó lắm, ai chở được. Rồi rốt cuộc bệnh nó thôi, thôi nằm ở nhà rồi từ từ riết là vậy. Cái gì không ai ơi, thôi chị biết vui rồi. Buồn mà rơi nước mắt cái đó anh thấy không, nước mắt chảy. Dạ. 40 chị 44 tuổi nhưng mà nhìn thấy già trước tuổi ha. Bởi vì tôi chị tới giờ mà quen mà tôi không biết nó như thế nào nữa. Nhiều khi tôi hỏi coi thấy nó vậy nó có già hơn tuổi không, có người thấy nó sợ lắm, tại vì cái thần kinh nó không được khỏe đó, rồi mặt mày nó không có bình thường như mình. Yeah. Chứ nó cũng hiền, nó không có gì hết trơn. Cái nhà là tôi đóng cái sông cửa này lại là để cho trời mưa ha, một bữa nó bò ra ngoài kêu đi vô, nó đâu biết đi vô đâu, rồi dẫn vô mà nó đâu có biết vô, tôi ẩm nó có nổi. Rồi cái tôi cứ lừa nó đi từ từ lừa rồi nắm kéo áo nó là dẫn cái hướng cho nó bò vô nhà phụ mình, dẫn riết tới vô tới nhà hai cháu ướt hết mẹp hết trơn hết rồi không có vô được. Dạ, còn con thấy trong nhà dường như cô cũng đâu có dám để tất bất kỳ cái không đồ nào trong đây hết cô. Nó phá lắm, nó quậy à. Nó lôi nó làm, nó không biết hiểu cái gì, nó không có cái gì chơi rồi nó cũng. Dạ, có thể là con mời cô lắm. Đi xích ra mà đây mình nói chuyện đi cô. Dạ. Để cho chị không ấy ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Giờ nó nắm tôi đây thả cũng dễ đâu ạ. Thả ra con. Nắm lại. Thả ra con. Thả ra coi. Dạ. Thả ra coi. Bữa nay nó đứng được hơi lâu chứ mà bữa nó không đứng được. Dạ. À, ngồi con hàng con tới thăm mà đứng được hả cô? Nó đứng được hơi lâu chứ nó không đứng được, nó ngồi cái không chân mà. Đứng khó là khó, mấy cái ngón chân là bị ấy nè. Nhưng mà cái chân nó bị tật, nó đâu có bằng thẳng, nó đứng không được. Chị vô vờ cái tay đi chắc kiếm người á. Ừ, kiếm. Nghe hướng là nghe khi hướng mò vậy kiếm á. Kiếm người á. Nó nắm tay lại là nó kêu. À, cái lúc mà phát bệnh chị ấy ra đó cô, là cô cũng như là mẹ của chị ấy có chở đi khám bệnh, bác sĩ nói cái bệnh gì không cô? Không, đâu có chở đi được. Bởi vì nói vậy nè,
bác sĩ không có, thí dụ người ta hỏi ngay người bệnh giờ mình như thế nào, còn giờ mình giờ nói như thế này, chở đi thì rất là khó đường đi, đi là chở không được rồi. Giờ tới bệnh viện làm sao? Trời ơi, ôm rồi kìa. Mà ẩm mà rinh đi được. Tụi nó không biết nói nữa. Giờ thí dụ như hắn mình nghe nó sốt hay nó không ăn á, mình biết vậy mình nói người ta là giờ lại nói bác sĩ giờ bán cái thuốc nó bị sốt vậy đó. Cái nhắm mò để uống thuốc đại tới đâu tới chứ giờ. Nói như đi trị bệnh như mọi người. Không có được đi yên như vậy đâu. Rồi nó bị viêm họng mãn nữa. Nếu mà không có thuốc uống mỗi ngày là nó đâu có ăn được. Dạ. Với lại cái thần kinh đó, tôi cho nó đút cơm vô miệng rồi nó ngậm đó mà nuốt nó cũng không nuốt được, nhả nó cũng không nhả được, biểu sao nó cũng không được. Nó ngồi hoài, nó ngậm từ sáng tới 10 giờ, tôi nói trời ơi, giờ tôi không biết làm sao. Mình đâu có dám quay cái tay mình lấy ra đâu, không biết sao, mà ngậm hoài. Răng rồi nó cũng không có lên được. Rồi cái đâu con chó nó lại gần đi, cái tôi quánh con chó nó chạy ra, cái chó la, cái nó thấy vậy, cái nó nghe vậy nó mắc hồn, nó mắc cười, nó cười cái sẵn ăn cơm ra, chứ không đâu là ngậm hoài luôn á. Giật mình rồi cái giật mình cái cười lên nó vậy á, nghe tiếng chó đó, chó lại quánh chó đó. Vậy là từ lúc mà chị ấy phát bệnh là chưa khi nào chị đi bệnh viện khám hay là biết cái nguyên nhân của căn bệnh hả cô? Không, không có đi bệnh viện khám đâu. Hồi nhỏ chỉ là ho phổi là ở bệnh viện suốt nha. Lúc mà sanh ra hồi nhỏ đó bị phổi ho vậy đó. Mà mẹ hồi đó là còn thấy đường, là mẹ ẵm đi bệnh viện, sống ở bệnh viện suốt cho tới là 10 tuổi luôn à. Về nhà chừng 2 ngày quanh trở lại bệnh viện, về nhà chừng mấy ngày quanh trở lại bệnh viện, cứ đi vậy hoài. Cháu biết là nhà ngoại cũng nghèo luôn rồi, cũng khổ luôn rồi, không còn cái gì để trị bệnh cho mẹ. Lúc đầu tới mẹ nó bị mù, nó mù rồi đi trị cho một lúc nữa, đi bệnh viện không được rồi đi thầy, ta chỉ đi đâu cũng đi đâu. Đi thầy rồi là bên thầy tâm linh hay sao cô? Thầy tâm linh người ta nói để coi mình có bị gì đó. Đi đó thầy cũng không nói được, không có làm được cái gì. Rồi thầy nó để trị bệnh, để nhỏ cũng không được, nhỏ cũng không được rồi. Rồi chị không thấy luôn rồi. Cũng nhức đau hoài, nằm buồn khóc. Hai mẹ con. Chị tự dạy 2-3 lần luôn. Chị nói lén đổ thuốc. Mà chị đâu cho mình biết đâu. Chị nói lén đổ thuốc cho nó chết. Đừng có chết. Mà nó có chết được. Không có chết được. Đổ thuốc mấy lần hả cô? Là hai người uống thuốc sâu đó hả cô? Không có thuốc sâu thì ai dám cho. Mình giấu mình đâu có cho đâu mình biết. Thuốc uống là thuốc tây đó. Ví dụ thuốc ngủ hả cô? Thuốc tây là thuốc chứ mình bị cảm bị đồ bình thường là mình uống một lần bác sĩ cho một lần uống, hoặc mình uống 2 lần dồn một là mình cảm thấy mình bị khó chịu rồi là bác sĩ phải đem đi xúc phải thấy rồi thoát rồi. Chỉ làm 6 lần vậy, chỉ lén tôi chỉ làm 6 lần chỉ uống hết vô mà sao tối khuya cái ói ra. Hai mẹ con nó chỉ uống thôi. Chị uống thôi, còn nó là tại vì chỉ đổ cho nó 2 lần, ta nói thuốc bắc với thuốc tây hòa lại uống để chết, uống là nó bị chết. Cho nên là chị nói chị lén chị hòa để cho nó uống nữa mà nó chết rồi chị mới uống. Chị mới nhảy xuống giếng, hồi đó cái giếng sâu ở nhà đồng, ở giếng 7 thước á. Chị nói tao tính tao ôm hai mẹ con tao phóng xuống giếng mà tao sợ rưỡng không chết, rưỡng gãi giò gãi tay lên đây rồi ở nhà khổ nữa, thôi tao suy nghĩ lại cái đổ thuốc cho nó rồi nó không chết. Đổ thuốc, đổ thuốc cho chị này luôn. 2 lần ha. Vậy là hai mẹ con cùng tự dặn. Thì đúng là mẹ làm chứ nó đâu có biết. Cuối cùng là bà cô trên bàn thờ đó bà mắc hả cô? Mắc. Chết đó, gì chỉ bệnh dặn thôi. Không phải, chỉ bệnh thôi. Chết vì bệnh. Chứ không, tự dặn là không có chết. Tự dặn mới cứu là được tôi nuôi, cô? Tôi nuôi khỏe rồi, rồi không có sao hết. Dạ. Tại vì lúc sau là bệnh nằm nó không biết bệnh gì mà nằm từ từ rồi đau nhức rồi ăn uống không được. Dạ. Ăn uống được rồi, từ từ rồi mới bữa đó chỉ bị người ta nói chắc cái này là suốt ơi thấy bằng khuya chị ói ra máu nhiều lắm, cái chị mệt rồi dậy rồi chắc mấy tiếng đồng hồ sau mệt mày ơi. Dạ mình có thể xích ra để nói chuyện cô để gần chị con ra ngoài. Con đứng ra coi, đứng đây coi. Tôi bữa nay cũng mạnh khỏe là sao bữa nay hên tôi đứng được chứ. Mỗi khi tôi cũng bị đau khớp á, cái chân tôi đau tôi đứng đâu có được. Tôi ngồi không, đi đâu cô, tôi cũng phải ngồi. Cô bị đau khớp chân luôn. Đau khớp, trời ơi nhức. Lúc mà
Lúc mà mẹ của chị ấy mà muốn cho hai mẹ con mà thoát cái trần tục này để cho khỏe phải không cô? Là do lúc đó là hai mẹ con đều bị mù hết rồi. Nó thì hoàn toàn nó nhỏ, nó không có hiểu được cái gì. Giờ tới lớn nó cũng y vậy luôn. Giờ như giờ tôi cho ăn gì thì nó hay nấy, nó đâu có biết gì. Cho nên là chị mới nói giờ mưa chị chết đi, chị bỏ con thì chị đâu có đành. Thành ra chị nói thôi để làm cho con chết trước rồi chị mới uống thuốc. Nhưng mà không được. Rồi lúc sau này chị bệnh á, chị bệnh á chị cũng biết rồi, chị nói thôi bỏ nó lại cũng được. Nhưng mà chị uống thuốc tự nguyên sinh một mình chị á, chỉ làm hai lần á, trời ơi tôi khổ. Tôi nói mỗi lần vậy phải nuôi biết bao nhiêu lâu mới tỉnh lại, mới cứng cáp lại. Rồi hồi nãy con thấy cái cửa sau á cô không có phá lại á, thấy trống lỏng vậy, rồi bà chị này có đi ra ngoài đi lang thang vậy không? Không không, không biết đường đi hướng đó, nhưng hướng đó không quen, nằm ở tại chỗ này, cái chỗ nằm đây là thường. Mà ngu con cái là trời mưa giờ cái nhà dột á, hư cái nóc lâu lắm rồi. Con thấy lúc nào nằm cũng hai cái tay đưa ra ngoài mấy cái cửa này trơn á. Mò dính vậy. Như vậy thì ban đêm á chị ngủ bên trong là đâu có mùng hả cô? Không có mùng. Chị bỏ cái miếng lưới này xuống. Miếng lưới này cũng như là mình làm cái mùng mình che đỡ bề ngoài thôi, chứ mùng nó xé hết, nó không có chịu. Trời ơi. Chị ngủ không? Ngủ không, nằm dưới giạc vậy á, ở trên giường cũng đâu có nằm. Có mình lại thì đứng lên ha, còn mình đi cái là rồi, chị bà nằm xuống em ve. Cứ vậy đó. Giường chiếu đồ hồi đó tôi cũng làm đầy đủ, nhưng mà khi nó mà nó ỉa đái rồi nó dính nó giặt không có nổi. Rồi nó xé nữa. Dạ. Rồi một mình tôi đâu có làm nổi đâu hết. Tôi nói thôi thì nó chịu làm vậy thôi cũng đành. Rồi thương nhưng... hoàn cảnh cho chị, nhưng mà người cha của chị ở đâu cô? Hồi đó hai mẹ con á, nó mới có được mấy tháng á, là ảnh với chị á, coi như con bệnh đau nhiều quá tốn tiền rồi lục đục tình cảm vợ chồng, rồi cái ly dị nhau rồi giờ ảnh đi lấy vợ, anh có con anh ở đâu tôi cũng không biết nữa. Mà nghe nói là ảnh cũng chết rồi, không còn. Chết rồi nữa hả cô? Chết luôn rồi. Nó ở đây thì coi như là hai người là ly dị rồi, chỉ hai mẹ con sống nhờ bên ngoài thôi. Còn rồi ảnh không biết đâu. Rồi hiện tại á cô, thì cái cuộc sống của cô cũng có khá giả không, và nuôi cho chị ấy được không? Hay là phải cần sự trợ giúp của bà con cô bác nữa cô? Nói là sống từ hồi nào giờ là nhờ cái sự trợ giúp của bà con không á. Dạ. Rồi nhà nước cũng, thí dụ như có dịp là tháng 7 hay tháng 10 á, là bà con người ta cũng như người ta tặng quà cho trong mấy cái tháng đó, là ở trong xã người ta cũng mời mình tới, người ta cho một hai phần quà. Rồi ở tại nhà đây á, là những cô bác anh em người ta biết được cái chỗ mà mình ở đây, biết hoàn cảnh vậy á, ta cũng đem tới nhà cho một hai phần nữa. Vậy đó là có vậy đó sống, chứ tôi có làm được cái gì đâu mà yeah. Mà nuôi được. Hồi đó chị sống thì chị đi bán vé số về, mẹ con cũng tạm đỡ qua ngày. Còn tôi thì tôi cũng đi làm mướn đồ cho người ta, bán ngày người ta làm ruộng đó, người ta làm gì người ta mướn mình làm đó, mình cũng kiếm tiền mình ăn mình sống. Rồi giờ chị không còn, tôi phải ở nhà đây để tôi giữ nó. Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng bệnh nữa, rồi giờ cũng sống tạm tạm vậy chứ đâu có được cái gì đâu. Không yeah. có làm được cái gì. Tôi đau khớp nhức lắm, chân cẳng đâu có ngồi xuống thấp được như mấy em đâu, ngồi trên ghế à, nó chứ không có ngồi dạ. thấp được. Rồi hiện tại chị ấy có uống thuốc men mỗi ngày không cô? Mỗi ngày là mỗi uống thuốc, bởi vì viêm họng mãn mà mình không có biết, cứ chỉ vô cổ mình không biết, mình tưởng là nó đòi cái gì mà ăn uống nó không nuốt được á. Rồi cái đi lại nói với bác sĩ, người ta thấy vậy á, nó thôi giờ mình chẩn đoán nó là nó bị viêm họng đi, rồi cho nó uống thuốc viêm họng á. Vậy là bác sĩ người ta bán thuốc đó cho mình về cho nó uống. Cho nó uống vô thì thấy nó đỡ được, nó khỏe được là nó ăn được, chứ nó không có sốt. Rồi cứ y vậy là uống hoài, nay là mấy chục năm rồi. Ngày nào cũng phải uống, là thuốc của nó thì chỉ có 10.000 một ngày, là vậy thôi. Mà người ta nói nếu mà ai mà uống mình bình thường vậy, uống chừng tuần lễ hơn tuần lễ, chứ mà uống cả hai tuần lễ là chết mất, không có được thuốc, không được uống lâu. Mà nó uống nay mấy chục năm nó không có làm sao hết trơn. Dạ. Hồi nhỏ mấy đứa nít nó dẫn nó đi chơi á, nó phá cái ổ ong vô vẽ, nó bị chích 20 mấy mũi. Trời ơi, nghe giật mình, 20 mấy mũi. Ừ. Tai, mắt, trên đầu, mấy cái chỗ đó hư da hết trơn, nó đâu còn... tóc cũng không lên, lông tai cũng không lên, rồi mí mắt của nó cũng bị vậy, nó đâu có lên, hư thịt chỗ đó hết trơn,
Vậy ngày xưa cũng đi chơi được hả cô? Đi bình thường bò đó. Đi đó, học còn nhỏ nhỏ đó đi theo mấy đứa con nít đó, mà bò chơi mấy đứa kia nó chạy, rồi con ong nó đâu có tưởng mấy đứa kia nó đâu rượt, nhỏ này còn đứng lại đây để bò đây nè, nó chết rồi. Ngoại mới ẵm đem vô nhà, mà con ong nó khôn lắm à, ẵm đem vô nhà bỏ vô trong cái mùng, mà nó rượt theo nó vô tới nhà, nhưng mà nó không chích bà ngoại đâu, cứ bu sau mùng. Trời ơi ngộ quá ta. Ừ, mà lúc đó là ông gì cô? Ông giò vẽ đó. Trời. Rồi mình phải đem đi bệnh viện. Đem bệnh viện nó giật cái co vậy không mà. Bác sĩ nói trời sao nhỏ này đề kháng đâu mà có chịu nổi vậy, chứ người ta chừng 4 mũi chết. Dạ đúng rồi đó. Con nghe 3-4 mũi là có thể chết đó. Nó 2 mấy mũi. Chết sưng cứng người luôn à. Mà có cái điều đặc biệt là cô nói là bà ngoại của chị ấy là kè vô mà ông dẫn theo tới mùng luôn. Mà không chích bà ngoại. Không. Trời sao ngộ ta, không biết có cái điều gì kỳ lạ ngộ. Nó nghĩ là có chắc con ong nó khôn lắm, nó tưởng là con này mới phá thôi. Bởi mấy đứa kia chạy mắt hết, nó đâu có rượt với mấy đứa kia đâu. Với một mình nó rồi bắt nó cắn nó vậy đó. Rồi bà ngoại ôm vô nhà. Cái điều đặc biệt mà theo con nghĩ cô, một lần là chị cũng đã bị ong đánh, và hai lần người mẹ cũng làm thuốc cho chị hai lần nhưng mà chị không chết được. Rồi thêm vậy là 20 mấy mũi. Tính ra là chị cũng có cái vấn đề gì đó. Em không hiểu anh. Tại vì hai lần rồi mà không chết, mà sức đề kháng của chị lại cao nữa. Thì bác sĩ nói nhỏ này chắc có đề kháng cao, mà mình cũng không biết sao. Tôi cứ tưởng nó chắc nhiều khi nó bệnh, nó ăn uống không được, nó nằm lê lết, tôi cứ tưởng chắc nó sẽ chết. Mười mấy lần vậy rồi, bây giờ riết rồi tôi quen rồi, tôi thấy vậy thôi. Tôi cũng cứ bệnh thì chôn thuốc, rồi từ từ ăn được vậy thôi chứ. Yên vậy hoài á. Yeah. Mấy cái tay chân cũng nói máu. Nó mắt nhìn vậy chứ đâu có thấy đâu. Em đâu có thấy nó nhìn đi đâu đâu. Nó có mở mắt ra vậy thôi chứ không thấy. Đứng lên rồi cái nằm xuống nữa nha. Nghe nghe vậy. Nằm không ha. Ít đó. Vậy đó. Nằm nữa. Nằm. Cô thì theo con nghĩ chắc là cô nuôi mẹ rồi nuôi chị nữa, khá là vất vả luôn. Vất vả dữ lắm, ai thấy tôi là cũng hoàn cảnh là thấy là phải khóc luôn. Nếu mà người tới chơi, tại vì bây giờ hơn là mấy em tới là nó không có ị dơ rồi á, thì không khó đâu. Dạ. Còn ai tới vừa dòm thấy là người ta đã ngoảnh mặt, người ta ngó ra rồi chứ ai mà dám bước vậy vô ai muốn dòm. Lúc nào nước tiểu với nước phân cũng hay ra nằm phơi la lết ở đó hả cô? Tôi giặt, tôi dọn, tôi rửa có khi một ngày 2-3 lần. Mỗi lần tắm rửa cho nó phải đu nó lên trên giường, kéo hai tay nó lên rồi đỡ nó lên từ từ. Tắm xong rồi lau cho nó sạch nước nôi rồi mới mặc đồ vô, rồi lau giường, lau nhà rồi cho khô để xuống. Mới vừa mình chưa bước ra đi dọn dẹp quần áo là ở đây nó ra nữa rồi. Dạ. Nó cứ vậy là thường á. Con nghe cô chia sẻ về cái cuộc sống của mẹ của chị ấy với chị ấy thì con thấy cái khá là cái điều kỳ lạ về ở chỗ chị ấy. Nhiều lần uống thuốc gì mà vẫn không mắc, rồi thứ hai nữa ông chích 20 mấy vít mà vẫn sống khi mà bệnh tật như vậy. Ai thấy cũng tưởng chắc nó sống chừng ít tuổi nó chết, chứ đâu có nghĩ là nó sống được tới cỡ này đâu. Theo nó như sống cô, tới giờ này tôi phải vất vả luôn. Theo như cô mà nuôi mẹ và chị ấy tới thời điểm này luôn đó, cô có cái suy nghĩ gì về bà chị này á cô? Không, có thì một mình cái nghĩ điều là gì cũng thương chỉ là một mình. Thì giờ thấy chỉ mình cứ hả, mình còn khỏe hơn chỉ thì mình chăm sóc phụ chỉ. Còn hả, giờ chỉ không còn thì giờ còn con chỉ thì thôi. Tôi cũng sẵn sàng tôi chăm sóc nó chừng nào tới tôi hết sức, thì nếu mà nó còn lại thì như thế nào thì đó, hoàn cảnh đó thì để tôi không biết được nữa. Chứ còn tôi cứ còn thì tôi cứ chăm à. Cô cũng không có người con nào hả cô? Không. Dạ, yeah. Rồi lúc đó thầy mà soi bệnh với muốn trị bệnh cho chị ấy cũng không biết đường chị luôn hả cô? Đâu có biết đâu. Giờ chỉ lại là tôi thấy nó bệnh là tôi theo dõi nó, là nếu nó sốt á, rờ nó nghe người nó sốt á là nó ăn không được. Hả? Vậy là mình phải đi lại nói bác sĩ bán thuốc sốt về cho uống, hạ sốt hả, hạ được á thì lại là hết, từ 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 tỉnh lại ăn. Còn hả, khi không hạ sốt mà không sốt mà không gì mà ăn không được là mình nghi là bị đau bụng. Là cái mình nói bác sĩ là cho uống thuốc bao tử đi, hoặc là thuốc gì nó bị đau bụng đó, cho để cho nó hết đau. Chứ nó đâu có biết nói đau hay nói không gì đâu, chỉ biết nằm đó, nó không ăn, rồi cái nó bò vậy, nó không nói cái gì hết trơn á.
không biết nói, mà giờ ăn là mình phải đút. Mình muốn tới giờ ăn lại cho ăn, tới giờ uống nước lại cho uống nước. À, biểu uống thuốc lại đỡ vậy, kêu vậy, cái biểu hả miệng ra là có nghe là biết hả miệng ra là bỏ thuốc vô là dạ. Cho uống. Chị ấy họ tên gì cô? Tên là Vũ Thị Mộng Tuyền. Vũ Thị Mộng Tuyền, 44 tuổi. 44 tuổi. À, ở địa chỉ ở đây là ở đâu cô? Ở đây là ấp Bào Sen, dạ. Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Dạ, gì nè cô ơi. Tỉnh Long An. À, thì mấy con cũng được sự giới thiệu của đứa em về hoàn cảnh của chị ấy, nghe cũng rất là thương. Thì con cũng thấy cô chia sẻ, con cũng cảm động lắm. Và con cũng, hành trình của con cũng có ích quỹ từ thiện của cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi cho con. Thì con đến đây con trò chuyện với cô nãy giờ thì cũng biết được cái hoàn cảnh cũng khó khăn. Cô thì cũng còn khó khăn và đang bị bệnh nữa. Cô xin trích ra 1 triệu quỹ từ thiện từ anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ là 500 ngàn, và cô Nguyệt Bảo Đức là 500 ngàn. Con xin gửi cho cô để cô có thể là mua thuốc men cũng như là mua đồ ăn đồ uống cho chị ấy thêm á cô. Dạ con xin gửi cho cô 1 triệu ạ. Cảm ơn hai em. Cảm ơn cái dạ. Chị cô Nguyệt Bảo Đức. Cô dạ, với anh chị Diệu Âm ở Mỹ. Dạ, anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ. Đây là một cái phần quà rất là lớn đối với gia đình hai dì cháu em. Tại vì hồi nào giờ chưa có ai dám cầm cho em đồng tiền lớn như thế này hết á. 100-200 thì có, 10 cái gạo hoặc là một ít gì để nhu yếu phẩm để ăn sống thôi. Bữa nay cầm 1 triệu tiền rất là buồn. Dạ con quên mừng nữa. Dạ cô ơi, cô quá trời xúc động luôn anh đồng. Mừng lắm hả cô, hồi đó giờ cô không có nhận được gì hả cô? Có nhưng mà ít thôi, lâu lâu dạ. 100-200. Con cũng, con quên, cô cái chân cô cũng đau đó. Con xin gửi thêm 500 ngàn của chị Đặng Thị Thị Dung ở bên nước Úc á cô. Để cho cô, để giúp cho cô mua thuốc men để lo cho cái chân nó khỏe hơn hả cô? Thì cảm ơn chị Đặng dạ. Thị Dung. Nhờ được cái số tiền này là hai cháu cũng sẽ khỏe khoắn hơn, là được một cái sự sống là nó thoải mái hơn được trong một khoảng thời gian. Nếu như bình thường không có, dù khi tôi nằm ban đêm tôi bệnh nó kêu quá rồi tôi đi không có nổi qua nữa. Trời bữa nay là hên là cái chân nó mới khỏe được nè. Nó nhất có khi nó giật dữ lắm, uống thuốc, thuốc người ta nói giờ mua thuốc không có nguồn gốc mà uống sợ bị tác dụng phụ. Tôi nói giờ thì cũng uống chứ giờ nếu không có đi không nổi thì nằm đây cũng chết thì thôi. Còn thuốc mình đi lại bác sĩ cho thuốc uống nó cũng không có hết, nó cứ dạ. Bớt qua được một chút rồi thôi. Rồi cô có nghĩ là sau này khi mà cô lớn tuổi rồi cô già đi, chân cẳng đi không nổi nữa, rồi ai sẽ chăm sóc cho bà chị ấy á cô? Thì giờ cứ còn lại đây thì thôi, xã hội ai có thấy là hoàn cảnh rồi có giúp được cái gì thì giúp, cô không giúp được thì số phận do ông trời ông tính cho mình, tới đâu mình hưởng tới đó đi. Bây giờ cô cũng không biết làm sao. Dạ. Khi nào mà nó còn á thì tôi cũng phải chăm sóc nó, mà nó qua trước tôi thì tôi nghĩ được ít ngày thì cho tôi cũng cầu xin ông trời cho nó qua trước tôi cho một vài ngày, 5 tháng gì cho tôi nghỉ ngơi cho khỏe được một chút. Tại vì mình cũng yếu quá rồi mà mình chăm nó mình mệt dữ lắm. Dạ. Mà giờ nó vẫn còn, có khi tôi nhìn nó có hồi nó còn khỏe hơn tôi luôn. Có lúc đó, cái sức khỏe nó làm như nó còn khỏe hơn tôi. Mà có lúc thì tôi thấy dạ. Nó mệt mỏi, tôi tưởng như nó chắc sắp ra vậy là đi. Cô à. Cũng cầu nguyện là làm sao cô có sức khỏe, cô lo cho chị ấy làm sao mà chị ấy sẽ mắc trước cô 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng gì đó. Để có gì khỏe được chút xíu mình nằm mình nghỉ ngơi dạ. Được. Cô sợ cô mắc rồi á, thì không ai chăm sóc cho chị ấy. Không ai chăm sóc cho nó. Chứ lại còn nói vậy tôi mệt mỏi dữ dằn luôn. Mình yếu mà mình phải chăm nó mệt lắm. Mỗi lần tôi tắm nó hả mồ hôi tuôn ban đêm vậy là mồ hôi tuôn đổ hết rồi. Dạ cô ơi, vậy hôm nay con được sự giới thiệu của một đứa em về hoàn cảnh của chị ấy cũng như là hoàn cảnh của cô rất là khó khăn. Thì con đến con tìm hiểu và con gửi ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân á. Con cũng xin chúc cho cô được có sức khỏe mà để chăm sóc cho bà chị nó khỏe phắn hơn nữa. Dạ con chúc cảm ơn hai em nhé. Dạ. Không rồi, cao hơn
câu không quên, lời cảm ơn rất là chân thành đến từ anh chị Du Âm ở bên Mỹ, cũng như là cô Nguyệt Bảo Đức, cũng như là chị Đặng Thị Thùy Dung ở bên nước Úc, và cùng các anh chị mạnh thường quân khác luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cao Hớn xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ mình xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn cô bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi ạ.